Ba-hum-sa-ha-sa-ma-pi-ne-mi-ta-sa. Ta-tu-tha-gu-ra-sa-ra-mu-nin-do-ta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 -
na la ghi điềm gà cha qua răng a ti ma ta phụ tăng đà qua chi cha cà mau sa nê qua su đà ru nàn tăng mẹt bu sê cà vi thi na chi ta qua mù nịnh đô tành tề cha sa và qua tư tê cha gà măng gà la ni ức khinh ta khắp gà ta mi ha tha su đà ru nàn tăng tha quan thi dơ cha na ba than gu li ma ra quan tăng ít thi bi san ca ta ma nơ chi ta qua mu nịnh đơ tành tề cha sa pa qua tư tề ya mang ga la ni ca ta na ca tha mu đa rằng y qua y ya chinh cha ya đốt qua cha năng cha na ca ya mắt chê sa tành tề nạn sơ ma quy thiên a chi ta qua mù nịnh đô thành tề cha sa và qua tư tề cha già mang ga la ni sát chăng quý hà cha ma ti sát chắc ca qua đã kể tâm qua đà phi rơ vi ta ma năng ác thà phụ tăng bà nhà bà đi ba cha đi tờ chi ta qua mù nịnh đô thành tề cha sa và qua tư tề cha già mang ga la Ni nan đơ ba nan đa phu cha găng quý bút thăng ma hết thịnh bút tê na thê ra bu cha ghê na sa ma ba dạnh tơ ịt thu ba đê sa quý thi na chi ta qua mù nịnh đơ tành tê cha sa pha qua tư tê cha gia măng ga la ni đúc ca ha đinh thi phu cha ghê na sư đa tha ha thăng sầm măng quý thuốc thi chú ti mít thi ba ca thi tha năng nhà na ga đê na vi thi na chi ta qua mù đô tành tề cha sa pha qua tu tê cha gia măng ga la ni ê ta bi bút tha cha gia măng la a ga la a tha ga tha dô qua cha nô đi na đi nê sa ra tê ma tành đi hịch to na nê ca vi vi tha ni chư vát đa qua ni mau khăn su khăn A thi ga mày chân na rơ ba sạch nhau. Karani yama thakusale na yanh tăng sanh tăng ba đăng avisama cha sát cơ u chu cha su hu chu cha su wa cha ca sa ma du anati ma ni san tu sa cơ cha su pa ro cha áp ba kích chờ cha san la hu ca vô ti san tình ghi dơ cha ni ba cơ cha áp ba ga phở cu lê su ananu ghét thở na cha khớp đăng sa ma cha rệ kinh chi về na quỳnh nhu ba rệ u ba quát đại dùm su khi nơ qua khệ mi nơ hôn tu sắp bê sa ta pha quan tu su khi ta ta dê kê chi ba na phụ ta thi ta sa qua tha ra qua ana qua sệ sa đi kha qua dê hành ta qua ma chi ma ra sa ca anu ca thụ la định tha qua dê a thích tha dê cha đủ rê qua san ti a quất đục A quy đồ dê phụ ta qua xăm Phá quê si qua sạp bê sạch ta phá quan tự sự khi ta ta na ba rơ ba răng ni cúp bê tha na ti mạnh nhê tha ca tha chị năng kinh chíp dạ rơ sa na ba ti ga san nhà nan
nhà mạnh sa đức ca mịch chay ya ma ta ya tha ni yang buột tăng a du sa ai ca buột tăng ra khê ai quang vi sa ba phụ tê su ma na sẵn pha qua về a ba di ma năng mệt tăng cho sa ba lỡ ca smin ma na sam pha qua về a ba di ma năng uất thăng a thơ ca tăng trạ sam ba thăng a về rằng a sa ba tăng tê thăng cha răng ni xin nơ qua sa dạ nơ qua dạ qua ta sa qua ki mít thơ ê tăng sa tình a thích thầy và ram a mẹ tăng quý hạ răng y tha ma hồ định thình cha anu ba gam ma sĩ la qua đa sa nê na sam ba nơ ca mê su quý này và ghê thăng na hi cha tu ga ba sai văn bu na rê ti ti văn kinh chi cu san la cầm măng ca tập bằng ki đi văn mà ca dê na qua cha mà na sa ti đa sê su ga tăng ca tăng dê sa ta san nhị nô a thì dê cha sa ta a san nhị nô ca tăng buồn nhà pha lăng mây hăng sáp bê và quan tu tệ dê tăng ca tăng sư quý đi tăng điên năng quần nhà phà lăng mà giả dê cha ta thà nà cha nanh ti đê qua gánh to nị dê đà dâm sáp bê lô cầm hì dê sát ta chê quan ta ra hê tu ca mà muôn năng khô cha nặng sáp bê ra phan tu mà mặt chê cha sa ti hướng con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phàm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an hước con hồi hưởng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu trên cùng thiên chúng đến hầu mặt ngay có người làm phước xài lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung ma hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới ca hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước báo cung dường hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng nam mô bích tha giả chúng con thành kính lãnh lễ dân và phước mà chúng con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức tâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ trì hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gautama tròn đủ 5000 năm. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gautama. Nam mô Bích Tha giá, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Tha giá, nam mô Tham Ma giá, nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ. Và Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Và con thành kính đảnh lễ thượng tọa pháp thanh cùng chư tôn đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào huynh đạo huynh, minh chào minh tăng, kính chào Thi Lâm. Mình chào Sức Duyên, mình chào Trang Thư, kính chào chị Mát Ta, kính chào Huyền Mộng. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh nắm tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được tạo pháp thanh giảng giải bài học ngày hôm nay. Bài học bài ngày hôm nay là
là kinh Tương Ưng chương 1, Tương Ưng Chư Thiên phẩm 2 Vườn Hoan Hỷ, bài 6 dạy giai cấp sắc đế lị. Và Nhật Quỳnh kính mời quý vị lắng tâm thanh tịnh cùng Nhật Quỳnh cung thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bua Đa Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Đa Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bua Đa Ha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lỗ mọc nặng nhờ ánh sáng, chỗ hoa lành rải tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng khi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Hàng thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời chẳng dị hơi. Viết lòng mở đạo giải đời, nhắm phương lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng trăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ân phổ cập, mà đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chướng ni, tối mê cầu được chỉ chi vẹn toàn. Nam mô Bích Thai Giá. Dạ con xin đọc phần chánh kinh ạ. Con đã sai rồi, ngày bài 4 con để tới bài 6. Dạ. Bốn la mã giai cấp sắc đế lị. Giữa các hàng hai chân sắc đế lị là tối thắng. Giữa các loài bốn chân bò đực là tối thắng. Trong các hàng thê thiếp quý nữ là tối thắng. Trong các hàng con trai trưởng nam là tối thắng. Thế Tôn, giữa các loài hai chân chánh giác là tối thắng. Giữa các loài bốn chân thuần chủng là tối thắng. Trong các hàng thê thiếp nhu thuận là tối thắng. Trong các hàng con trai trung thành là tối thắng. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ bản chánh kinh đến đây đã dứt. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa pháp thanh từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ sa thú lành thai Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng bích đến sư ạ. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Ca Giá. Và trước khi vào phần giảng dạy về Phật pháp thì xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị quý tôn nữ và tất cả quý Phật tử cùng nhau sẵn tâm thanh tịnh hướng về tam bảo làm lễ một cách tóm tắt. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Pha Va To A Ra To Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pha Va To A Ra To Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Kha Giá. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật bảo. Phật bảo lãnh vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn. Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, Ngài là thầy của cả chư thiên và nhân loại.
Đệ tử xin nghiêm tịnh thần thủ ý tán dương ân đức pháp bảo. Pháp bảo là phương lương dược, năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thần thủ ý tán dương ân đức tăng bảo. Tăng bảo gồm hai bậc, thánh tăng và phàm tăng. Các ngài là mô phạm nguồn sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Cho phước báo tán dương ân đức tam bảo, kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão Pháp Thể Ca Ngang kính giúp quý tu nữ và tất cả quý Phật tử luôn luôn khỏe mạnh an vui, tu tập tinh tấn, tạo nhiều thiện sự trong đời sống, hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Thầy Giá. À, thì hôm nay chúng ta học đến cái thứ tích là giai cấp sát đế lị. Thì phần chánh kinh, cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài và cũng đã đọc cái phần chánh kinh. Bây giờ sư xin giảng theo cái lời dạy của Đức Phật ở trong kinh. Thì cái vị chư thiên á, thì nói rằng giữa các loài hai chân, sát đế lỵ là tối thắng. Thì ở đây đó thì chúng ta hiểu rằng loài hai chân là tức là con người, mà trong các cái giai cấp á, thì ở trong nhân loại thì cái giai cấp là sát đế lỵ là cao quý nhất. Thì giữa các loài bốn chân, bò đực là tối thắng. Thì ngày xưa còn cái làm về vấn đề mà nông nghiệp, nó là cái nghề chính ở trong cái đời sống xã hội. Cho nên là khi mà làm công việc ruộng nương, thì nếu mà có được mà cái con bò đực, nó là cái gánh vác những cái công việc nặng nhọc, thì là những cái người mà ở nông thôn thời xưa đó, gia đình nào mà có được một đôi bò đực là coi như là cái gia đình đó là thấy là cũng sung túc khá giả. Trong các hàng thê thiếp quý nữ là tổ thắng. Thì trong các hàng thê thiếp, nếu mà những người mà lập gia đình á, mà có được cái cô vợ, mà cái người vợ nó là con một ở trong gia đình, thì rất là quý. Tại sao? Tại vì cái gia tài ở bên đàn gái á, thì sau khi mà cha mẹ qua đời thì sẽ để lại hết cho cái người người con gái. Cho nên là nếu mà những cái anh thanh niên đó đi cưới vợ thì lựa những cái cô nàng con một, thì những cô nàng này sẽ được thừa hưởng cái tài sản của cha mẹ để lại. Trong các hàng con trai, trưởng nam là tối thắng. Thì thường thường hồi đó là trong gia đình đó, khi mà cái tài sản của cha mẹ để lại thường thường là để cho cái người trưởng nam. Tại vì cái người con lớn thì khi mà lớn lên cùng phụ giúp gánh vác công việc của gia đình, rồi khi mà đủ sức, đủ trí tuệ thì có thể là cha mẹ giao cho cái người trưởng nam tạm thời quản lý những cái tài sản. Rồi nếu mà khi mà cha mẹ qua đời thì có khi những cái người em, những cái đứa em nó còn nhỏ, thì cái người trưởng nam sẽ đứng ra cái quản lý cái cơ nghiệp, cái tài sản của cha mẹ để nuôi nấng, chăm sóc, lo cho các em của mình.
Rồi sau đây là cái lời dạy của Đức Phật. Giữa các loài hai chân, chánh giác là tối thắng. Thì ở đây đó là Đức Phật nói lên cái sự cao quý. Quý vị biết rằng là thời xưa đó thì cái xã hội của Ấn Độ chia ra làm nhiều giai cấp. Thì khi mà cái xã hội nó hình thành á, thì vua chúa quản lý và nắm quyền lực ở trong một quốc độ, cho nên là lúc đó đó là cái giai cấp sát đị, tức là giai cấp mà tướng lãnh là cao quý nhất. Nhưng mà thời gian đó vua chúa các cái vị tướng lãnh gặp những cái chuyện mà rắc rối, những cái điềm mộng xấu xa này đó, thì thường thường đó là nhờ các cái vị bà la môn để tổ chức những cái buổi lễ cúng tế để cầu cho những cái sự xui rủi, những cái điều tai hại nó sẽ vượt qua. Cho nên á là sau đó thì bắt đầu cái giai cấp mà bà la môn là cao quý, tại vì tất cả những cái giai cấp khác giai cấp sát đế lỵ, tướng lãnh, vua chúa, hay là cái giai cấp phú thân, nông phú thương, những cái giai cấp mà bá hộ giàu có, thì những cái giai cấp này đó là đều phải nhờ vào cái giai cấp bà la môn để làm cái công việc là tế lễ, hoặc là có những vị vua thì mời những cái vị bà la môn. Khi mà còn nhỏ, những vị bà la môn này là đã thầy dạy học của mình, cho nên sau khi mà lên ngôi thì có khi là thỉnh những cái vị bà la môn này làm sư để cố vấn trong một số vấn đề về vấn đề thiên văn địa lý, rồi giải mộng, rồi kia nọ chẳng hạn đó. Thì cho đó sau này thì cái giai cấp mà bà la môn là cao quý nhất. Tại vì họ cho rằng họ là sinh từ miệng của Phạm Thiên, là của Thượng Đế. Còn cái giai cấp mà sát đế lỵ là ở trên vai của Phạm Thiên. Rồi còn cái giai cấp mà thú nông thú thương là ở trong bụng. Còn cái giai cấp mà chiên đà la đó thì ở đầu gối. Còn cái giai cấp mà hạ tiện nhất là cái giai cấp nô lệ, là ở dưới bàn chân đó. Thành ra là họ chia những cái giai cấp nó làm như vậy. Nhưng mà khi mà trong cái thế gian, thì khi mà có một cái bậc mà chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở cái thế gian này là tối thắng nhất. Tại vì là một vị mà chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở thế gian này là một cái điều hy hữu và rất là khó, rất là khó có một bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở cái thế gian này. Cho nên là trong tất cả các cái giai cấp này đó là chỉ lãnh đạo ở trong những cái quốc độ, những cái đất nước, nhưng mà họ còn những cái phiền não tham sân si, rồi họ gây hấn với nhau, bên này kéo quân đánh bên kia, thôn tính xâm chiếm để cướp bóc tài sản, mở rộng cái biên địa, rồi bắt những cái người dân ở bên kia để làm cái người nô lệ cho bên này đó. Cho nên là tạo ra những cái cuộc chiến tranh gây đổ máu, tổn thương, khổ đau cho những người dân. Cho nên là khi mà bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện thì sẽ đem đến cái sự an ổn, giải thích những cái pháp chánh, mở ra cái con đường
trí tuệ để những người có thể tu tập để hướng đến cái con đường chấm dứt khổ đau. Cho nên là Đức Phật nói là chánh giác là tối thượng. Giữa các loài bốn chân, thần chủng là tối thượng. Thì ở đây Đức Phật nói là những cái con vật á, cái con bò đực. Nhưng mà nếu mà cái con bò đực mà loại mà thuần chủng, hay là cái con ngựa đực mà cái con ngựa sinh thú đó, là con ngựa thuần chủng đó, thì nó là rất là quý. Những cái con ngựa thuần chủng đó thì mới được dùng để làm chiến mã. Những cái con ngựa quý thì nhà vua sẽ sử dụng, những cái người tướng họ sử dụng để trong đi những cái đường dài rất là xa. Thì chỉ có những cái con ngựa thuần chủng này đó nó mới có đủ sức. Thì ở Việt Nam á, thì quý vị cũng thấy rằng cái thời xưa đó thì có những cái con bò kéo xe ở dưới miền Tây này thì ít, chứ ở miền Đông, Bình Dương, Lái Thiêu, rồi Đồng Nai, rồi này kia nọ đó, hay là ở cái vùng mà cao nguyên đó, thì thường thường là người ta có những cái xe. Thì những cái con bò mà kéo xe này đó là những cái con bò hồi xưa còn nhỏ, nghe người ta kêu là bò bô. Thì cái giống bò bô này đó là cái giống bò rất là lớn, lớn con, to, bự. Rồi ở trên cái nếu mà cái loại mà cái bò bô mà thuần chủng á, thì ở trên lưng nó có cái cục u rất là bự, to. Thì cái loại bò này đó 2 năm thì mới đẻ con một lần. Cho nên cái giống bò này nó rất là to, nó đủ sức, nó mới có thể mà kéo xe. Hay là những cái vùng mà rừng á, là nó có thể vô rừng để nó kéo những cái khúc gỗ. Còn một cái loại bò nữa ở dưới miền Tây á, thì hay có, thì cái gọi loại này á, nó nhỏ hơn, là gọi là bô trà. Tức là cái bò này đó là nó lai rồi, nó cũng lớn con, nhưng mà nó không có chỉ đi cày ruộng đâu được, chứ còn mà nếu mà kéo xe đó thì nó không có sức bằng cái bò thuần chủng, bò bô. Rồi cái giống bò mà nhỏ nhất là chung bò cóc. Bò cóc thì cái giống bò này đó để chỉ là nuôi để ăn thịt thôi. Tức là cái bò này đó nó không có lớn con, mà ảnh chỉ nuôi để bán lấy thịt. Mỗi năm thì ảnh đẻ một con, nhưng mà cái con ảnh nhỏ. Thành ra hồi đó mình cũng biết, tới chừng sau này thì mới biết là cái loại bò cóc thì nó nhỏ, giống như là ở Campuchia hay là ở Việt Nam mình đó, người ta nuôi rất là nhiều. Người ta thả rêu nó đi ăn, rồi chiều rự động nó về. Nhưng mà nó nhỏ lắm. Thành ra người ta nuôi để giết thịt mà thôi, chứ nó không có cày ruộng, ra là nó không có làm những cái việc nặng nhọc được. Cái loại bò bô mà bô chà thì nó lai rồi, nhưng mà nó cũng có sức mạnh. Còn mà cái bò loại mà thuần chủng là cái loại bò bô, cái ở lưng nó có một cái cục u rất là lớn đó, thì cái bò đó nó mới có cái sức mạnh, nó có thể là kéo xe, kéo những cái vật nặng, kéo gỗ rồi kia được. Rồi trong cái hàng thê hiếp, nhu thuận là tối thắng. Thì Đức Phật nói ở đây đó, là cái người phụ nữ đó, cái tánh hiền hòa, nhu thuận ở đây đó là khi mà những cái người phụ nữ khi mà được những bên chồng cưới về thì mình phải có cái sự nhu thuận, tức là phải phục vụ, phải kính trọng cha mẹ chồng, giống như là cha mẹ ruột của mình. Rồi
lo lắng công việc trong gia đình, chăm sóc người ăn kẻ ở, rồi chăm sóc chồng con, rồi vâng lời chỉ bảo của các bậc trưởng thượng trong dòng tộc của bên chồng, hay là vâng theo cái sự dạy bảo của cha mẹ chồng đó. Thì cái người như vậy gọi là cái người nhu thuận, sẽ đem đến cái sự hạnh phúc ở trong gia đình nha. Thế còn nếu mà nói là cái người phụ nữ, người con gái độc nhất, rồi được hưởng gia tài, nhưng mà nếu mà cái người này đó ý lại rồi hống hách, là không có sự tôn trọng, không có tôn trọng qua gia đình bên chồng, xem thường cha mẹ chồng, không có dâng lời, không có phục vụ tốt đẹp cái bổn phận của mình, thì như vậy thì cũng không có đem đến sự an vui hạnh phúc. Mà cái người phụ nữ nhu thuận, biết tôn trọng những cái bậc trưởng thượng, biết dâng lời chỉ bảo của cha mẹ chồng, rồi biết sắp xếp công việc gia đình theo cái ý của cha mẹ chồng, rồi chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ một cách tốt đẹp, rồi lo lắng công việc nội trợ, sắp xếp một công việc nó tốt đẹp đâu vào đó, săn sóc chồng con một cách tốt đẹp. Cái người như vậy gọi là người nhu thuận, thì sẽ đem đến cái lợi lạc trong gia đình, đem đến hạnh phúc an vui. Trong các hàng con trai, trung thành là tối thắng. Thì ở đây là không phải là phân biệt là trưởng nam hay là thứ nam, những người con nào mà có hiếu thảo, ngày thích mình dâu ngày dịch là trung thành, nhưng mà ở đây suy nghĩ đó là cái hiếu thảo và có sự tôn kính dâng lời cha mẹ, hiếu thuận với cha mẹ nè, rồi biết phụng dưỡng cha mẹ, bảo quản tài sản tốt đẹp, rồi biết là coi như quán xuyến cái công việc của mình, không ăn chơi phung phí tài sản của cha mẹ giàu có, rồi có sự phụng dưỡng cha mẹ một cách tốt đẹp. Trung ở đây là nó chỉ cái tính đó, tức là cái hiếu thảo, rồi cái bổn phận của người con đối với cha mẹ một cách là tốt đẹp. Thì đó là cái phần chánh kinh. Nhưng mà quý vị biết rằng Đức Phật đề cập ở đây là cái giữa các loài hai chân, chánh giác là tối thắng. Cái này thì quý vị cũng đã hiểu rồi. Giữa các loài bốn chân, thuần chủng là tối thắng. Thì ở đây đó, chúng ta thấy rằng là nếu mà trong các cái loài đó, mà những cái loài ngựa, bò, voi, mà những cái loài mà thân chủng, nó mới có cái sức mạnh, mới sử dụng vào các cái công việc được. Thì cũng vậy, nếu mà cái người này đó là có sự tu tập, thì phải có một cái sự tinh tấn, nỗ lực rất là mạnh mẽ, thì mới đạt được cái lợi ích. Rồi trong các hàng thê thiếp, thuận là tối thắng. Trong các hàng con trai, trung thành là tối thắng. Thì ở đây đó là chúng ta khi mà đi vào cái sự học tập thực giáo pháp, thì chúng ta phải là cái người nhu thuận, chúng ta biết dâng lời các bậc trưởng lão, các bậc trưởng thượng,
chỉ dạy nè. Rồi chúng ta có phải có cái sự tôn kính với cái giáo pháp, và mình thực hành đúng theo cái lời dạy của Đức Phật hay là của các bậc trưởng lão. Hiểu gì thấy rằng đó, sau này cái giáo pháp nó bị pha trộn lệch lạc rồi không? Tại vì chúng ta không có cái tính trung thành, không nhất quán với cái lời dạy của các vị trưởng lão. Qua các kỳ kết tập tam tạng, các cái vị trưởng lão đã sắp xếp như thế nào thì bây giờ chúng ta học, chúng ta phải trung thành theo cái lời giáo pháp một cách trọn vẹn chân chánh. Sau này quý vị thấy rằng đó, do những cái vị mà xuất gia vào trong cái giáo đoàn tăng đoàn của chư tỳ khưu nè, nhưng mà các vị này không có trung thành với giáo pháp, mang những cái tư tưởng muốn pha trộn, muốn sửa đổi, rồi thiếu cái sự tôn trọng, tôn kính giáo pháp, tôn kính các cái bậc trưởng lão, thì từ đó đó cái mầm móng chia rẽ nó xảy ra. Và chính vì vậy đó mà có Phật giáo bị chia làm hai, phái cấp tiến và phái bảo thủ, hay là đại thừa, hay là nam truyền bắc truyền nha. Đó là cái điều mà do cái tính mà không có nhu thuận, không có trung thành, cho nên là xảy ra cái vấn đề đó. Cho nên á, khi mà chúng ta đi học, nếu mà chúng ta muốn đạt được những cái thành tựu tốt đẹp thì chúng ta phải có cái sự nhu thuận và trung thành với cái lời dạy của thầy của mình. Thế còn mà mình mới vừa học mà mình do cái cống cao ngã mạn, rồi mình thêm thắt, mình sửa đổi thế này thế kia, thì như vậy là nó sẽ bị lệch lạc, và có khi nó đem đến cái thất bại nha. Thành ra đấy, bây giờ quý vị thấy rằng là những cái hành thiền cũng vậy, mà bên pháp học cũng vậy, có những cái vị sửa đổi những cái phương pháp, những cái lời dạy của Đức Phật, rồi bắt đầu là tranh luận, tranh cãi nhau, mà bên nào cũng vậy, bên Phật giáo Nam truyền thì cũng có những cái sự mâu thuẫn, tại vì ai cũng muốn là mình là hay, là giỏi, cho nên là đưa ra những cái phương pháp có thể sửa đổi cái lời dạy của Đức Phật, rồi sửa đổi những cái cách thức để mà hành trì, thì có đôi lúc thì cái sự vận dụng vào cái thời đời sống hiện tại này đó, biết rằng cái thời đại khoa học, y học nó có sự tiến bộ, nhưng mà những cái lời dạy của Đức Phật, cái giáo pháp nó là cái chân lý tuyệt đối, cho nên là mình có thể uyển chuyển, mình thực hành để nó phù hợp với cái trào lưu của xã hội, nhưng mà chúng ta không nên pha trộn, sửa đổi những cái cách thức, cái phương pháp, cái lời dạy của Đức Phật. Như vậy thì sẽ làm cho cái giáo pháp nó càng ngày nó bị sai lệch đi. Cho nên cái tính chất mà nhu thuận và
trung thành này đó, chúng ta phải thực hành. À, còn trong cái sự thực hành thì phải có một cái sức mạnh. Sức mạnh để nói về cái niềm tin và cái tinh tấn. À, giống như con voi hay là con ngựa thuần chủng, à, hay là con bò thuần chủng thì mới có cái sức mạnh để mà vượt qua tất cả những cái chướng ngại. À, nếu mà cái con voi chiến á, mà nếu mà nó không có sức mạnh, à, nó khiếp đảm trước cái quân thù thì như vậy là nó sẽ không có làm tròn cái nhiệm vụ. À, cho nên là khi mà người ta huấn luyện những cái con ngựa chiến, à, những cái con voi mà để đánh trận á, thì không, người ta phải lựa những cái con voi thuần chủng. À, thì quý vị biết rằng á, cái loài voi thì nó cũng có, thí dụ như con voi ở châu Phi hay là con voi ở Ấn Độ đó thì nó rất là lớn, nó to lớn. À, còn con voi mà ở vùng châu Á, Nam Á mình á thì nó nhỏ xíu, à, không bằng những cái loài voi châu Phi hay là voi ở Ấn Độ. À, cho nên là khi mà những cái con voi mà nó nhỏ hơn, khi mà ra chiến trận á, mà nó thấy những cái con voi thuần chủng mà to lớn, à, nó khiếp đảm, nó bỏ chạy, thì như vậy á, là sẽ không có đạt được cái nhiệm vụ. À, rồi con ngựa chiến cũng vậy, à, nó phải mạnh mẽ để mà giúp cho cái kỵ binh hay là những cái vị tướng đó có thể có khả năng để chiến đấu với quân địch. À, còn chúng ta tu tập, à, nếu mà chúng ta không có cái sự mạnh mẽ của niềm tin, của sự nỗ lực tinh tấn trước các cái phiền não, à, thì chúng ta thua cuộc. À, mà nếu chúng ta thua cuộc, chúng ta bỏ dở cái sự tu tập thì sẽ không đem đến cái lợi ích. Cho nên á, là cái lời dạy của Đức Phật ở đây, à, chúng ta phải hiểu là chúng ta phải có một cái niềm tin, một cái sức mạnh, thì chính là cái sự tối thắng trong cái đời sống tu tập. Rồi chúng ta phải có cái sự nhu thuận, biết khiêm tốn mà lắng nghe, ghi nhớ những cái lời dạy của các cái bậc trưởng lão. Rồi chúng ta thực hành đúng theo những cái lời dạy của các bậc trưởng lão, hay là chúng ta y cứ vào kinh, y cứ vào luật, để mà chúng ta thực hành. Cho nên á, hiện tại thì có nhiều vị than rằng, trời ơi, bây giờ sao mà cái thiền Vipassana đó bây giờ đó là mỗi nơi đó, dạy mỗi khách, người thì chỉ vậy, người chỉ khác, rồi ở trong kinh đó thì Đức Phật lại dạy khác, bây giờ đó là khó quá, không biết hành như thế nào. Thì sư cũng nói với mấy gì đó, thì bây giờ đó, có đôi lúc người ta chỉ ta hướng cái kinh nghiệm của cái vị đó. Bây giờ mình đừng có chê bai, mình cứ lắng nghe đi, rồi mình so với cái lời dạy của Đức Phật ở trong kinh Đại Niệm Xứ, rồi mình dựa vào cái đó để mình thấy rằng cái nào mà khế hợp theo kinh thì mình sẽ thực hành theo, còn cái nào mà nó còn hoài nghi thì tạm thời mình để đó. Chứ
chứ còn đừng có chạy theo người này, chạy theo người kia, hay là hoặc là hành được pha trộn cách này cách nọ, thì như vậy là nó không có đem đến cái sự lợi ích. À, cho nên á, đại sư nói vui vui, cho nó bây giờ á, mình người tu, tôi bây giờ tôi xuất gia theo Phật, thì tôi cứ theo cái lời dạy của Đức Phật. Mấy vị kia, mấy vị thiền sư thì mỗi vị dạy, nhưng mà tôi cũng lắng nghe. Nhưng mà rồi tôi nghe xong rồi về tôi xem lại trong kinh, với cái lời dạy của Đức Phật dạy, rồi tôi có sự so sánh, thì tôi cứ y cứ đi theo lời dạy của Phật là chắc ăn nhất, không có sai lệch. Giống như mình có một cái la bàn để nó chỉ dẫn cái phương hướng rồi. Mấy vị kia chỉ đi hướng này đi hướng kia, thôi mình cũng nghe, mình nghe, nhưng mà mình không có thấy bây giờ ông thì chỉ đi hướng bên này, ông chỉ đi hướng bên kia, nhưng mà mình phải cầm cái la bàn, mình xét đoán, dùng trí tuệ mình quan sát, coi một vị thì chỉ đi bên này, vị thì chỉ đi bên kia, vị chỉ bên nọ, nhưng mà trên cái la bàn này là đi theo cái đường nào nó thẳng, nó đi đến cái mục đích thì mình sẽ đi theo. Còn cái vị kia thì người ta theo cái kinh nghiệm của mỗi người mà, mỗi người người ta thấy hành cái cách của người ta là đúng. Người vị này nói cái cách của mình đúng, vị kia nói cách của mình đúng, bây giờ mình phân biệt được, biết sao thầy người ta đó, bây giờ mình đi theo lời dạy của Đức Phật là chắc ăn nhất. Tại sao? Tại vì những chuyện vị kia có đôi lúc đạt được kinh nghiệm, nhưng mà mình ở đây mình không dám nói như thế nào, nhưng mà điều cái chúng ta đi đúng cái phương pháp lời dạy của Đức Phật là chắc ăn nhất rồi. Tại vì Đức Phật dạy những gì mà Ngài đã thực hành, và Ngài đã thực hành đầy đủ, tròn đủ những gì mà Ngài dạy, và Ngài đã đạt đến cái sự giải thoát rồi. Cái lời dạy của Đức Phật là giống như cái xác định về cái phương hướng, giống như là mặt trời hay là cây la bàn, kim chỉ nam đó. Thành ra đó, đi theo cái chắc chắn là mặc dù nó có thêm mùa tiết, nó có khi nó xê qua nam, hoặc là nó có khi nó xê qua bắc, theo mùa hạ mùa đông, nhưng mà luôn luôn là mặt trời mọc là ở hướng đông, mà buổi chiều là mặt trời lặn là ở hướng tây. Cái điều này là quy luật muôn đời, không thể nào mà sai dạy được nha. Cho nên á, là mình cứ lấy cái mặt trời để mình xác định cái phương hướng, và mình đi theo cái phương hướng đó là đúng đắn nhất. Còn mỗi vị chỉ cách này cách khác, rồi trong chú giải thế này thế, nhưng chúng ta Đức Phật đã dạy rồi, mình nghe một điều gì không vội tin cũng không vội bỏ, dùng trí tuệ so sánh trong kinh, so sánh với luật, nếu thấy khế hợp với kinh, khế hợp với luật, và thực hành đem đến lợi ích, đem đến an ổn, tốt đẹp, thì chúng ta thực hành theo. Cho nên là Đức Phật đã chỉ cho chúng ta một cái phương pháp mà để mình biết được rằng, thành ra đó, chúng ta cứ đi theo cái phương pháp của Đức Phật là không có sợ cái sự sai lệch.
À, chứ còn nhiều khi á là tùy theo kinh, rồi mỗi vị á là biết theo cái kinh nghiệm của mình, à thì coi như là nó đôi lúc nó không có còn cái tính chính xác. À, thành ra đó gọi là Phật giáo nguyên thủy. Thật ra đó bây giờ cái giáo lý chúng ta là không phải hoàn toàn 100% là cái lời dạy của Đức Phật không, nhưng mà nó cũng bị pha trộn. Nhưng mà cái tính chất mà cái tính chất mà chân lý của nó còn khá, à còn khá cao. Ví dụ như nó còn được 100% như thời Đức Phật còn hiện tiền, nhưng mà ít ra đó bây giờ nó cũng còn được 80-85%, tức là nó cũng bị cũng có sự pha trộn hết 15%, nhưng mà ít ra đó nó cũng còn, nó còn cái tính chất. Chứ còn mà nói mà nguyên thủy thì chắc là nguyên thủy 100% thì bây giờ chắc không còn đâu. À, trải qua cái thời gian là cũng hơn 2600 năm rồi. À, rồi những cái thăng trầm của thế gian thì ít nhiều cái giáo pháp mà nó cũng bị pha trộn. À, ta nói là sao tam sao thất bổn. À, từ cái Bali mà nguyên thủy của xứ Makatha, à thì bắt đầu nó chuyển qua Bali của Tích Lan, rồi Bali của Thái Lan, Bali của Miến Điện, Bali của Campuchia chẳng hạn. À, rồi sau này thì chuyển ra Bali Latin. À, đó. Cho nên đó, mỗi người khi mà diễn dịch theo cái ngôn ngữ của mình đó, thì ít nhiều nó cũng bị sai lệch. Nhưng mà nó sai lệch cũng không nhiều lắm. Cho nên là chúng ta còn đặt cái sự tin tưởng. Nè, còn nếu mà những cái kinh điển của bên Bắc truyền thì đa phần là do những cái vị tổ viết ra sau này. Cho nên là cái tính mà về cái tính mà thuần chủng trung thật đó, nó không còn nhiều, nó bị lệch lạc. Cho nên đó là chúng ta phải biết, tại vì á qua cái dạy của Đức Phật thì chúng ta thấy, tức là chúng ta tu tập không có cái sự mà cầu khấn gian sinh, không có những cái nghi thức lại bốn phương tám hướng, lại 108 lại, ăn chay một tháng bao nhiêu ngày, rồi là nghi thức thế này thế khác, nhất bộ nhất bái, tam bộ nhất bái, rồi là cầu khấn gian sinh thế này thế khác. Đó là khi mà chúng ta dùng trí tuệ, chúng ta xem xét, chúng ta hiểu cái đó là cái mà bị pha trộn sau này. Cho nên đó là vì muốn có được nhiều cái người mà đi theo, thực hành theo dễ dàng. Bây giờ ngồi thiền mà phải dùng trí tuệ mà quán sát đó, thì nó rất là khó. Quán sát hơi thở vô, hơi thở ra, rồi quán về danh, về sắc, sanh, diệt, ngồi với trí tuệ quán sát nó rất là khó. Bây giờ chỉ cần niệm, chỉ cần ngồi niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chỉ cần ăn chay tháng mấy ngày đó, rồi có những cái chuyện gì á thì cầu khấn, cầu khấn Quan Thế Âm Bồ Tát rồi kia cứu khổ cứu nạn. Thì cái này đó thì chúng ta thấy rằng á, nếu mà trong cái lời dạy của Phật mình, chúng ta phải tự lực,
tự giác. À, tự mình phải nỗ lực để tìm hiểu, để tu tập, để đạt đến cái sự giác ngộ. À, hoàn toàn không có có một cái đấng thần linh nào có thể hỗ trợ. À, tại vì cái sự giải thoát phải tự mình, à, tự mình bước đi, tự mình thực hành. À, đó. Cho nên là nếu mà chúng ta dùng trí tuệ, à, những cái gì mà nó không phù hợp là chúng ta biết rằng do những cái tư tưởng, à, nó bị pha trộn vô. À, chúng ta loại bỏ những cái đó, chúng ta thực hành đúng theo lời dạy Đức Phật. À, thì như vậy á, chúng ta là cái người gì, à, nhu thuận đối với các pháp và trung thành, à, đối với các pháp, thì chúng ta sẽ, à, đạt đến cái sự lợi ích tốt đẹp. À, còn nếu mà, à, chúng ta cứ nhắm mắt tinh càn, à, ở trong trong bài sám hối đó, có đó, à, nghe đâu tin đó chẳng phân chánh tà. À, mình cứ nghe rồi mình thực hành không à, à, ai biểu sao làm vậy, à, xưa bài ngay làm, à, cứ vậy mình làm thì chúng ta sẽ, à, đi không có đúng hướng, đi không đúng phương pháp. À, còn chúng ta, à, theo cái lời dạy Đức Phật, sống với trí tuệ, thực hành chân chánh đúng phương pháp, đúng theo lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta sẽ đạt được lợi ích ngay trong đời sống hiện tại, à, được an vui, à, giảm thiểu những cái phiền não khổ đau, và chúng ta chân chánh, à, hướng đến cái con đường giải thoát. À, thì mặc dù là chúng ta chưa đạt được những cái thánh đạo thánh quả gì, nhưng mà ít ra đó chúng ta đang đi đúng hướng, à, đi đúng trên cái con đường giới định tuệ, đi đúng theo cái con đường bát chánh đạo, thì chắc chắn là chúng ta sẽ đạt đến an vui giải thoát trong ngày vị lai. À, thành ra đó bây giờ cái vấn đề mà cái mà xác lập về cái niềm tin, chúng ta nhớ là Đức Phật dạy là phải với trí tuệ, à, chứ không có mù quáng. À, phải dùng trí tuệ so sánh, à, phân biệt để thấy cái nào là đúng, là đúng chân lý để thành. Còn những cái gì mà nó không phù hợp với chân lý, à, những gì mà mình còn hoài nghi, à, những gì mà nó không đúng với cái lời dạy của Đức Phật ở trong kinh, trong luật, thì như vậy, à, chúng ta, à, gạt bỏ để chúng ta thực hành, à, một cách chân chánh, à, đúng đắn, thì nó sẽ đem đến cái lợi ích. Thì, à, qua cái lời dạy của Đức Phật trong cái phần chánh kinh, à, nói về những cái tính chất cao quý, à, à, tốt đẹp, à, giữa nhân loại hay là chư thiên, thì bậc chánh đẳng chánh giác là tối thắng. À, giữa các cái loài, à, bốn chân, thì những con vật thuần chủng, à, voi thuần, à, ngựa thuần, hay là những con bò, à, thuần chủng, là nó là có sức mạnh, thì nó có là tối thắng. Con người chúng ta có một cái niềm tin và có một cái sự tinh tấn nỗ lực, à, à, đi đúng cái con đường, à, chân chánh, đó là tối thắng. À, rồi chúng ta phải có cái tấm là nhu thuận và trung thành. À, chúng ta, à, đi đúng theo cái phương pháp, đúng phương hướng, đúng con đường, à, lắng nghe, à, sự chỉ dẫn dạy bảo, à, hay là học hỏi ở trong kinh điển, à, một cách, à, đúng đắn nhất. Chúng ta thực hành đúng theo đường lối, đúng theo phương pháp,
thì sẽ đem đến cái lợi ích an vui tốt đẹp. Thì cũng xin chia sẻ với quý vị đôi điều, và cũng sau cái buổi sinh hoạt hôm nay thì cũng xin thì Tôn Đức cũng như tất cả quý vị Phật tử hoan hỷ, sắp tới thì sẽ là đến cái mùa lễ Dân Y, cho nên xin phép với các vị trưởng lão Ngài Trí Đức cũng như là tất cả quý vị xin tạm nghỉ trong một thời gian, chắc là đến cái ngày 19 tháng 11 thì sư sẽ vào sinh hoạt trở lại. Và với phước báo này kính cầu mong chư Tôn Đức Trưởng lão Pháp Thể Khang An, kính chúc quý tu nữ và quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, và kính chúc quý vị trong một cái mùa lễ hội Dân Y sẽ tạo được nhiều phước báo tốt đẹp. Cầu mong tất cả quý vị an vui, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bố Tha Giá. Dạ sa thú lành thai. Dạ con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ sắc đế lị. Dạ một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư, và cũng xin thay mặt đạo tràng cùng thỉnh sư dùng nước ở tỉnh Thất Thiện Hữu ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ Nhật Quỳnh đang tính mời Quỳnh Đạo Quỳnh chạy mất tiêu rồi. Dạ Nam mô Bích Tha Giá. Dạ con thành kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Quang cùng chư Tôn Đức Hòa Quang Lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Và Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Và cô tu nữ Tệ Duyên có nãy giờ có nghe được thượng tọa Pháp Thanh giảng không vậy cô? Cô tu nữ Tệ Duyên ơi, có nghe được lời của thượng tọa Pháp Thanh giảng không? Cô có chút máy không? Cô có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Rồi, không nghe, không có nhúc nhích. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Dạ, mời quý vị nào có câu hỏi thì kính mời chết chát lên hoặc cầm mic để hỏi cho rõ cái bài giảng của thượng tọa Pháp Thanh nè. Duyên nè, Xích Duyên nè, Minh Tấn nè, chị Meta nè, Xích Kim nè, Nắng Chiều, Xích Hiền Hòa, cô tu nữ Tề Duyên thì mất tiêu rồi. Dạ có nít mà không có thức máy rồi. Dạ kính mời bàn tay quý vị ạ. À, hoặc mời những câu chết chát. Chị Meta có hỏi không? Chị Meta, chị Meta cho Nhật Quỳnh hỏi, trong khi chờ đợi cho Nhật Quỳnh hỏi á, thí dụ á, Nhật Quỳnh mà gửi VM cho chị Meta cái điều gì đó, chị Meta có đọc được không chị Meta? Dạ chị có đọc không? Tại Nhật Quỳnh có một chút việc muốn nhắn chị bằng cái VM này nè, không biết được không chị Meta, chị nhận được không? Chị có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ được phải không? Được rồi. Dạ mời chị ạ. Dạ Nam Mô Bố Tha Giá. Ý cô muốn hỏi là cô nhắn ở trên cái bao thoát hay là nhắn ở Facebook của tôi thì cho biết đi. Nếu cô nhắn ở Facebook thì tôi đều đọc được hết. Dạ, nó rất tiện hơn là nhắn ở trên bao thoát. Dạ, vậy cô cho biết đi, tôi xin nhường mic lại cho cô. Dạ, Nhật Quỳnh nhắn trên bao thoát rồi nè chị. Tại vì bài học thôi chứ không có lại gì. Dạ, mà bài học thì Nhật Quỳnh nhận từ ở trên máy vi tính.
Đời Nhật Quỳnh muốn gửi cho chị trước vậy mà. Mà tại vì Nhật Quỳnh vô trong cái mắt xịt đó thì tài liệu Nhật Quỳnh lại để bên này, nên Nhật Quỳnh thấy nó hơi khó khăn cho Nhật Quỳnh chút. Để Nhật Quỳnh tính ra làm sao tiện. Thật sự là Nhật Quỳnh dùng ở bên Kha Phát, Nhật Quỳnh không có giữ cái gì bên đó hết á. Dạ, bài học hay này kia nọ mà dùng ở trên bao thóp này là Nhật Quỳnh giữ trong cái máy vi tính. Nhật Quỳnh có Kha Phát chỉ để nhắn hoặc nghe chút đỉnh như vậy thôi, chứ còn mà bài học rồi này kia ăn ở qua thoát thì Nhật Quỳnh không có đưa qua đó, nên không biết làm sao đây, để suy nghĩ. Dạ, để suy nghĩ rồi gửi sao cho chị, chứ gửi ở bên VM trên qua thoát này thì rất là tiện cho Nhật Quỳnh. Dạ, nghe thôi để tính lại. Dạ, để Nhật Quỳnh tìm cách coi sao. Tại Nhật Quỳnh thấy nhiều khi nhắn cho chị ở trên cái VM này thì chị không có nhận được. Ví dụ như sư phát thanh đi, chừng nào mà sư muốn bị em như Nhật Quỳnh thì Nhật Quỳnh mới nhận, mới bị em cho sư được, còn không sư cũng không có. Nhật Quỳnh muốn bị em cho sư thì cũng phải là làng lên để sư mở cửa thì mới nhắn tin được ở phó thóp. Dạ, còn nhắn sư ở bên kia thì dễ rồi, nên cũng hơi khó khăn như Nhật Quỳnh. Dạ thôi, để coi có cách nào không. Dạ, cứ nhắn thử hả? Dạ, vậy để chút Nhật Quỳnh nhắn thử cho chị coi. À, hết giờ học chị có thể mở ra chị coi được không ha? Dạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá, dạ đạo tràng. Có thể có ý kiến gì không ạ? Có ý kiến gì trong bài học của sư không? Dạ, có câu hỏi gì không ạ? Dạ, không ai hỏi, chắc con hỏi quá sư. Dạ, con hỏi... lúc nãy sư nói là Đức Thế Tôn nói là giữa các loài hai chân chánh giác là tối thượng tối thắng, giữa các loài bốn chân thuần chủng là tối thắng, trong các hàng thê thiếp nhu thuận là tối thắng, trong các hàng con trai trung thành là tối thắng. Dạ, thì giữa các loài hai chân chánh giác là tối thắng, thì theo con hiểu ơi cha gì nữa đây gì nữa đây qua wow. Xin lỗi nghe, coi làm sao đây, làm sao để có thể là cho ăn chè mà vẫn còn quất được. Rồi xong, dạ xong rồi. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy nhá. Dạ, con xin sám hối với đạo tràng. Dạ, thì bây giờ con bạch nghe bạch sư, chánh giác là tối thắng, có nghĩa là trong cái loài người của mình đó là Đức Phật là tối thắng, chỉ có Đức Phật là mới là tối thắng, phải không bạch sư? Dạ, con kính nhân mít đến sư chỉ dạy cho con ạ. Nam Mô Bụt Thầy giá. Nam Mô Bụt Thầy giá. Nam Mô Thầm Thầy giá. Nam Mô Sanh Khai Giá. Dạ, kính lễ chư tôn đức, kính chào quý tu nữ và tất cả quý Phật tử. Thì trong cái ân đức Phật đó, chúng ta thấy là có cái thiên nhân sư, cái hồng danh thiên nhân sư ở đây là bậc chánh đẳng chánh giác,
hay là bậc toàn giác là cao thượng nhất ở trong tam giới này. Tại vì khi mà có một cái vị mà chánh đẳng chánh giác xuất hiện á ở trong cái tam giới rồi thì hoàn toàn không có một cái vị thứ hai. Cho đến khi nào mà cái giáo pháp của cái bậc chánh đẳng chánh giác hiện tại nó hết hiệu lực thì mới có một cái vị khác xuất hiện ở thế gian này. Cho nên đó là ngài là tối thượng nhất ở trong tam giới này. Dù là đại phạm thiên, phạm thiên, chư thiên, rồi cả nhân loại là không ai bằng được với Đức Phật hết. Cho nên đó là sau khi mà ngài chứng quả vị chánh đẳng chánh giác rồi đó, ngài dùng cái Phật nhãn này quan sát ở trong tam giới này để xem một cái chúng sanh nào mà có cái ân đức cao thượng hơn á, ngài sẽ đảnh lễ cái vị đó để cho tròn đủ cái giới hạnh. Tức là mình có cái hạnh khiêm tốn, mình tìm một cái vị nào mà có cái giới hạnh mà cao thượng hơn á, đảnh lễ. Nhưng mà ngài ngoài ngài ra không có ai hết. Cho nên á, ngài đảnh lễ về cái giáo pháp mà ngài đã tìm ra. Cho nên á, có người á nói là giáo pháp là cao thượng. Giáo pháp cao thượng là cũng đúng, nhưng mà đủ cái á, nếu mà không có cái người mà tìm ra cái giáo pháp á thì làm sao mà có thể giảng dạy được cái giáo pháp đó, cái chân lý được. Cho nên nói về cái tính chất thì cái người mà tìm ra được cái giáo pháp là cao quý. Nói về cái sự thực hành để đem đến cái lợi ích á, cái phương pháp á, thì cái giáo pháp là cao quý. Cho nên nó là Phật bảo cũng là cao quý. Nếu mà Bồ Tát không mà thực hành tròn đủ 30 pháp độ rồi nỗ lực tu tập trong kiếp chót để đạt đến cái quả vị chánh đẳng chánh giác thì làm sao mà cái chân lý tứ diệu đế này nó hiển lộ ở thế gian. Cho nên á là về tất cả chúng sanh á thì Đức Phật là cao quý nhất. Không có một ai có thể mà sánh bằng được. Cho nên á là không bao giờ có hai vị chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở thế gian này là không bao giờ có. Rồi giáo pháp là chân chánh, chân lý tứ diệu đế được bậc chánh đẳng chánh giác giảng dạy hướng dẫn chỉ bảo, nó là chân lý tuyệt đối, thực hành sẽ đem đến lợi ích an lạc ngay trong đời sống hiện tại. Chính nhờ sự nỗ lực thành trì sẽ đạt đến sự giải thoát trong ngày vị lai. Cho nên là khi mà nói về loài hai chân thì nói về chúng sanh cõi nhân loại, nhưng mà là tất cả dù là chư thiên, phạm thiên, đại phạm thiên, từ cõi dục giới cho tới cõi sắc cho tới cõi vô sắc, không có một ai có thể mà sánh bằng với Đức Phật. Cho nên mới gọi là đấng thiên nhân sư, tức là thầy của trời và người. Đó là cái hồng danh của Đức Phật. Chúng ta hiểu như vậy và xin giải đáp
cái thắc mắc của cô Nhật Quỳnh. À, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Thầy dạ. Dạ, sa thú con hành kính lễ tri ân sư. Chị nói ta ơi, chị có chút máy không? Hoặc cô tự duyên có chút máy không? Đỡ mất Kim Nhật Quỳnh một chút ạ. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, Nam mô Bổn Thầy dạ. Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sàng Khà Giá, con kính tri ân Ngài Pháp Thanh rất là nhiều đã thuyết giảng bài học hôm nay cho chúng con. Và cá nhân con thì con hiểu rất là rõ những cái gì Ngài đã giảng dạy. Và con cũng nắm được những cái ý mà Ngài đã giảng dạy hôm nay. Và đó là như trong các vị thiên thì nói là giữa những hàng hai chân thì sát đế lị là tối thắng, nhưng Đức Phật thì Đức Phật bảo rằng giữa các loài hai chân thì chánh giác, bậc chánh giác là tối thắng. Rồi giữa các loài bốn chân thì các vị thiên nói rằng con bò đực là tối thắng, nhưng Đức Phật thì nói giữa các loài bốn chân thì những con vật thuần chủng là tối thắng. Thí dụ như con ngựa, con bò hay là con voi thì những cái con vật đó nếu nó thuần chủng thì nó to con và nó có sức mạnh rất là lớn. Sức mạnh rất là lớn và như con ngựa thì cũng có thể là ngựa chiến. Rồi những con bò mà thuần chủng thì nó có thể là kéo xe hay là nó làm cái gì cũng sức mạnh rất là nhiều hơn những con mà không có thuần chủng. Rồi con voi cũng vậy. Và rồi đến cái đoạn thứ ba. Và là trong các hàng thê thiếp thì các vị thiên nói rằng quý nữ là tối thắng, nhưng Đức Phật thì Đức Phật nói là trong các hàng thê thiếp thì nhu thuận là tối thắng. Bởi vì trong các hàng thê thiếp nếu mà người nữ mà có cái tâm nhu thuận rồi biết hiền hòa, biết lắng nghe lời giảng dạy của cha mẹ, rồi phục vụ cho cha mẹ, cho tất cả những người trong gia đình thì đó là tối thắng. Người phụ nữ mà nhu thuận là tối thắng. Và trong các hàng con trai thì các vị thiên nói rằng người trưởng nam là tối thắng, nhưng Đức Phật thì Đức Phật nói là trong các hàng con trai thì trung thành là tối thắng. Thì qua cái bài học hôm nay thì con thấy là Ngài cũng đã hướng dẫn chúng con là trong cái đường tu tập thì chúng con bao giờ cũng theo những cái pháp của bậc chánh đẳng chánh giác, đây tức là của Đức Phật. Thì bởi vì Đức Phật là một người tối thượng trong tam giới và không có ai trong chúng sanh thì không có ai bằng Ngài được, và giáo pháp của Ngài là chân lý tuyệt đối. Vì vậy chúng con thực hành theo giáo pháp của Ngài là tối thắng. Và chúng con phải có cái tâm nhu thuận và trung thành với giáo pháp của Ngài thì cái việc tu tập của con nó sẽ đạt được cái lợi ích và nó có đạt được cái thành tựu. Thì con hiểu là như vậy. Thì không biết cô Nhật Quỳnh có trở lại đạo tràng chưa ạ? Thì Meta sẽ nhường mic lại cho cô Nhật Quỳnh. Xin cô Nhật Quỳnh cho biết tín hiệu ạ.
Dạ con chưa thầy. Thì đó là những gì con hiểu qua bài học của Ngài đã giảng dạy hôm nay. Và Ngài cho biết là giáo pháp của Đức Phật hiện nay thì chỉ còn đúng như những cái gì mà Đức Phật đã để lại là khoảng 85% thôi, chứ không có đạt được 100%. Thì theo con, ý kiến cá nhân của con là con cũng như Ngài nói, khi con nghe một vị sư hay là bất cứ ai giảng dạy thì con cũng không dội bỏ, con cũng nghe, nhưng mà con cũng phải xem lại giáo pháp của Đức Phật để coi có đúng như những gì mà Đức Phật đã giảng dạy hay không. Và nếu như vậy thì nếu đúng thì con sẽ y cứ theo đó mà con thực hành. Và lúc nào thì con cũng phải con phải học, bởi vì có học thì có học pháp thì mới biết cái nào đúng, đường lối đi như thế nào thì con thực hành mới đúng được. Còn nếu mà không học mà thực hành đại thì coi như là tu mù. Thành thử ra con nghĩ là trên con đường tu của con thì phải có pháp học và có pháp hành. Và con chỉ có ý kiến như vậy thôi. Bây giờ thì con cũng xin nhường mic lại cho quý vị khác trong đạo tràng. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Thì sư xin giải thích thêm cái chỗ mà nhu thuận. Thì quý vị thấy rằng trong cái thời kỳ Đức Phật đó, có đại tín nữ Visakha. Bà là một cái người có cái phước báo rất là lớn. Về dung sắc, rồi cả về trí tuệ và cả về cái tài sản. Nhưng mà đó, bà không có ỷ vào cái tài sản của mình mà sinh cái tâm cống cao ngã mạn. Mặc dù là quý vị biết rằng khi mà bà đi xuất giá về bên trong đó, cái tài sản mà cha mẹ bà chia cho bà đó nó lớn gấp nhiều lần cái tài sản của gia đình bên chồng. Nhưng mà khi mà về bên chồng á, bà vẫn cung kính rồi phục vụ và tôn trọng cái dòng tộc gia đình bên chồng. Thậm chí là bà đó lo công việc một cách chu toàn. Tối trước khi ngủ bà đi xem xét là những người tôi tớ có đóng cửa nẻo kín đáo chưa, rồi quan sát sắp xếp công việc một cách rất là gián khéo. Rồi chăm sóc không phải là chỉ cho cha mẹ chồng con ở trong gia đình, mà bà chăm sóc đến những cái người tôi tớ, những cái người làm ở trong gia đình nữa. Thậm chí đến là những con vật của bà đó, bà cũng chăm sóc một cách tốt đẹp. Thì có một lần là trong kinh có con ngựa cái hay là con bò cái gì nó sanh con đó, mà đáng lẽ là cái nhiệm vụ đó là bà giao cho những cái người tôi tớ làm, nhưng mà bà cũng đích thân cùng với những cái người tôi tớ để làm săn sóc con vật đó một cách trọn vẹn tốt đẹp. Rồi
đối với giáo pháp ấy, thì bà sẵn sàng làm những cái điều kiện mà có thể để cho phục vụ Đức Phật, phục vụ chư tăng, để xiển dương cái giáo pháp. Thì quý vị biết rằng á, là khi mà bà để quên cái áo choàng bằng vàng á, là đâu có cái tài sản nó rất là lớn, không có một cái vị bá hộ nào mà có khả năng mà mua nổi hết. Thì thành ra đó, bà dùng cái dịp mai đó, bà bỏ ra một cái khoản tiền rất là lớn để xây cái Đông Phương Tự. Rồi dân cúng đến Đức Phật và chư tăng để có điều kiện để cho Đức Phật giảng dạy giáo pháp, để có điều kiện cho chư tăng có nơi trú ngụ, rồi hàng Phật tử có nơi để mà thính pháp. Cho nên đó là trong gia đình thì bà là một cái người rất là nhu thuận, chu toàn cái trách nhiệm người làm vợ, người làm con, người làm mẹ, mà chu toàn đối với người ăn cả ở tồi tớ trong nhà nữa. Rồi đối với giáo pháp, mặc dù là được Đức Phật ban tặng là coi như là đệ nhất về cái hàng cận sự nữ, nhưng mà đó, bà cũng vẫn khiêm tốn, bà vẫn tôn trọng chư tỳ khưu ni, đến các vị sa di, bà cũng rất là tôn trọng cung kính đó. Cho nên đó là cái người nhu thuận ở đây là trên cả hai phương diện, về gia đình, về trong cái giáo pháp của Đức Phật. Cho nên là trong hàng cận sự nữ thì Đức Phật đã tiên dương đại tín nữ Visakha, là coi như là trong hàng cận sự nữ là cái người mà tối thắng nhất. Thì sư xin giải thích thêm về cái của cô Meta để cô và tất cả quý vị có hiểu biết thêm cái chữ nhu thuận trong cái lời dạy của Phật. Chúc cô Meta và tất cả quý vị khỏe mạnh, an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú, con thấy ta đã kính tri ân ngài rồi. Dạ, cảm ơn chị Meta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu bị đã đỡ mất cho Nhật Quỳnh. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, cô Tuệ Duyên có trở lại máy chưa vậy cô? Dạ, con tri ân sư cho con biết được tín hiệu. Dạ, cô Tuệ Duyên có trở lại máy. Dạ, vậy là cô Tuệ Duyên cũng trở lại máy. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, cảm ơn sư. Con hỏi cái câu này ngoài bài học mà con nghe có quý sư thì cũng dạy cho tụi con tu tập. Thì thường á, ví dụ như con đi có nhiều cái chuyện phiền não trong gia đình đi, thì mình rất là buồn. Mà hồi trước kia đó, thì mình buồn á, thì mình có thể khóc để cho mình giảm cái sự buồn đó đi. Nhưng mà sau này á, thì con nghe quý sư thì nói khi mà mình khóc thì mình có cái tâm sân, thì con phải dằn nó xuống. Ví dụ giờ mình gặp cảnh con hoặc cháu nó hỗn hào, hay là nó làm cái điều gì đó để mình thấy nó khổ rồi này kia vậy đó, thì mình rất là buồn. Nhưng mà thay vì mình buồn á, thì mình khóc.
Nhưng mà mình phải nghĩ lại, nghiệp của chúng sanh, mỗi người một duyên, mình khuyên được thì tốt, mà mình không khuyên được mình chịu đồ này kia, để cho mình không phải buồn, không phải khổ. Nhưng mà thật sự nói thì nói vậy, nhưng mà nó cũng khó kiềm chế lắm sư. Nó cứ dồn lâu ngày lâu tháng, cứ nhỏ dần, đến một ngày tự nhiên mình muốn khóc quá. Dạ, mình muốn khóc sao mà một mình thôi khóc cho nó đã, rồi mình sẽ bớt buồn. Nhưng mà nghĩ lại thì như vậy mình khóc như vậy, khi mà lỡ trong cái lúc mà mình khóc, cái vô thường nó đến thì mình lại tâm sân, thì mình phải đọ vào ác thú, ác nghiệp. Thì bạch sư chỉ dạy cho con coi bằng cách nào để mình có thể chuyển cái từ cái buồn phiền đó. Thí dụ như giờ con buồn đi thì con có thể con mở pháp con nghe, hoặc là có khi thì con cũng đọc kinh, có khi con quán cái này cái kia. Nhưng mà nói chung là nó vẫn còn một số ít âm ỉ này qua ngày kia, tức là dồn nhiều thứ là cách nào để mình giải quyết được cái vấn đề này. Và khi mình khóc như vậy, phải là mình tâm sân mình lớn quá không sư? Cái tôi mình lớn quá không? Dạ, con kính dâng bích đến sư khi chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sân Khai Giá. Dạ, kính lễ chư công đức, kính chào quý tu nữ và tất cả quý Phật tử. Thì thật ra đó, khi mà chúng ta còn phàm nhân thì cái phiền não nó là không thể nào mà tránh khỏi. Thậm chí đến các cái bậc thánh nhân Tu Đà Quần thì đôi lúc cũng còn bị sao động bởi phiền não. Quý vị thấy đi, đại tín nữ Quy Sa Kha, khi mà đứa cháu của bà đó mà nó mất á, bà cũng buồn rầu khổ đau vậy. Bà mới đi đến đảnh lễ Đức Phật và nói lên cái phiền muộn, cái phiền não của mình. Thì Đức Phật đã khuyên này Quy Sa Kha, ở trong kinh thành này đó có bao nhiêu đứa trẻ? Thì bà Quy Sa Kha nói là có cả 100,000 đứa trẻ. Thì một ngày trong kinh thành này có bao nhiêu đứa trẻ nó qua đời? Nếu mà những đứa trẻ này là cháu của Quy Sa Kha đó thì cái sự khổ đau này nó là bao nhiêu? Thành ra đó, chúng ta có đôi lúc cái tâm phàm nhân của mình khó tránh khỏi những cái phiền não nó bộc phát. Thì bây giờ sư nói bằng cái kinh nghiệm bản thân mình đi. Thì quý vị biết rằng là hồi giải phóng xong, cái bà thân sư bà bị bệnh qua đời. Hồi lúc đó thì mình cũng còn nhỏ, mình cũng chưa hiểu biết gì đó. Phải nói là lúc đó là tâm mình nó bị chấn động rất là mạnh mẽ. Buồn khổ đau đó, đến nỗi mà mình muốn chết luôn. Không còn tha thiết, không muốn sống nữa. Tại vì mình biết rằng cái tình thương rồi cái sự lo lắng của bà mẹ rất là lớn, mà bây giờ mà mình mất đi rồi đó thì không có một cái gì trên thế gian này có thể bù đắp được. Cho nên là lúc đó là cái tâm nó rất là đau khổ, rất là chấn động mạnh mẽ. Rồi sau này đó
trước những người thân á, thì khi mà bà ngoại sẽ mất, ông ngoại sẽ mất á, thì mình cũng bị cái sự chấn động, mình cũng khóc lóc, mình cũng thương tiếc chứ. Tại vì một thời gian lúc mà còn nhỏ đó, có lúc má sư gửi về ở với ông ngoại bà ngoại, thì thấy bà ngoại ông ngoại lo rồi cũng chăm sóc, cũng thương yêu mình, bệnh hoạn bà ngoại cũng bắt phải xong rồi uống thuốc men rồi á, rồi thấy ông bà cũng thương mến quý mến mình, cũng lo lắng cho mình đủ thứ. Cho nên là khi mà bà ngoại ông ngoại mất thì mình cũng khổ, nhưng mà cái sự khổ đau này á, mình nếu mình nhìn lại á, thì nó không bằng với cái sự mất mát của má sư. Rồi đến khi mà xuất gia rồi, đi tu rồi, mặc dù là cũng hiểu biết Phật pháp rồi chứ, cũng biết là các pháp hữu vi là không bền vững, nhưng mà khi mà ngài hòa thượng đột ngột lâm nạn qua đời, thì lúc đó sư cũng rất là khổ. Thì khi mà tụng kinh trước cái linh cữu của ngài, sư cũng khóc, bị mấy ông sư kia mấy ông chọc, ông nói ông sư kia khóc lóc sùm. Nhưng mà mình sống thật với cái tâm của mình, mình nói thật, khi mà sư xuất gia đó, sư quý sư kính ông ngoại sư sao đó, là sư quý sư kính ngài cũng giống như vậy đó. Mình nghĩ ngài là một cái bậc trưởng thượng, đạo cao đức trọng, rồi những cái tình cảm, cái sự dạy dỗ của ngài đó giống y như ông ngoại á, ông ngoại sư vậy đó. Cho nên là khi mà sư phục vụ chăm sóc cho ngài những cái hồi mà còn làm giới tử, thì hàng ngày sư lên sư giặt y rồi cho ngài. Rồi khi mà xuất gia rồi đó, thì những cái lúc mà ngài bệnh thì sư lên sư săn sóc cho sư kính trọng quý mến ngài, vừa là người thầy mà vừa là người ông của mình á. Cho nên mà lúc mà ngài mà đột ngột qua đời thì nó thật là cái tâm sư nó cũng rất là chấn động, cũng rất khổ đó. Cho nên á, khi mình khóc để mình biểu lộ cái này, đúng là nếu mà trong đó này thì là tâm sân. Nhưng mà đó, khi mà mình giải tỏa được cái muộn phiền, cái ưu phiền ở trong nội tâm mình để nó nhẹ nhàng, nó cũng là một cái điều tốt. Còn hơn á là mình cứ kiềm chế, mình đè nén ở trong lòng, mình không dám bày tỏ ra, mình âm thầm mình chịu đựng, thì nó có cái sự khổ đau này, nó cái sự muộn phiền này đó, nó còn gấp dạng lần cái mà mình nói ra. Thấy không? Kể tôi chấp nhận cái pháp, cái sự tu tập tôi á, nó còn non kém hơn cái phiền não. Tôi bị phiền não nó quật ngã. Tôi biết cái sự còn non kém của cái sự tu tập, để ráng cố gắng nỗ lực. Thì cho đến khi mà ông thân sư qua đời đó, thì lúc đó đó mình chín chắn hơn rồi. Cho nên đó là trong cái lễ tang đó thì sư không có khóc, mặc dù trong tâm là nó cũng rất là chấn động, nhưng mà không có biểu bộ đó. Tại vì sao? Tại vì qua những cái quá trình mà về sự tu tập á, mình có sự kiểm soát rồi,
khi mà mỗi lần mà cái tâm mà phiền não đó, nó sân khởi lên đó, mình kịp thời mình kiềm chế, à mình nhìn nó, à thì bắt đầu nhờ cái kiểm soát tâm, cái trí tuệ mình đó, mình kiềm chế, mình đè nén. À thành ra đó, đối với thế gian á, thì khi mà mình khóc lóc á thì người ta nói là vậy á mới có sự thương tiếc, còn khi mà mình không có khóc lóc á thì người ta nói là chắc mình không có thương, chắc là không có thương ông già bằng bà già. À cho nên là má sẽ cho mất, mất thì khóc quá trời luôn, mà tới chừng ông già mất thì không có gì. Nhưng mà có những lúc á, những buổi tối á, mà sư tụng cái bài mà vô thường khổ não trước trước cái linh cữu á, nói nhiều lúc á cái tâm nó cũng chấn động lắm chứ. À nhưng mà có cái là nhờ cái sự mà mình tu tập kéo kiềm chế thì nó không có xảy ra. À, thì cái gì, cái đó để là cái thước đó để mình biết được cái sự tu tập của mình á, à mình có tiến bộ hay không tiến bộ là ngay khi mình đối diện với phiền não. À có người á ráng trước mặt báo quan văn võ thì ráng kềm chế dữ lắm, nhưng mà á khi mà đến một cái chỗ mà vắng người rồi, trời ơi khóc còn hơn là mưa đó. À, thành ra đó, bởi sư á thẳng thắn thật thà, có sao nói vậy, không có che giấu. À, tôi lúc mà thấy là rõ ràng, có như vậy là như vậy, không có thấy mình cái nào mình còn dở, mình chấp nhận, mình chịu dở, chứ mình không có giấu, à không có màu mè. bởi nhiều khi á là mình bị người ta chê cái nó, ờ kệ tôi vậy. À bây giờ cái nào mình còn dở mình chấp nhận, mình dở, à mình bị phiền não nó quật ngã, nó té lên té xuống mình biết. À để gì, để mình biết được những cái điểm yếu của mình, à để mình cố gắng, mình nỗ lực, mình tu tập. À thì như vậy đó. Còn cái vấn đề mà đang lúc mình khóc mà cái chuyện mà vô thường nó tới, thì bây giờ cái nghiệp mà nó tới, thấy không? Rồi do cái duyên nghiệp nó đưa đẩy đó, mình sợ cũng không được. À khi mà mình sợ, mình ráng mình kềm chế, à mình không khóc ra ngoài, nhưng mà ở trong nội tâm mình á, lúc đó cái ưu tư, cái phiền muộn, cái sân hận nó có không? Vẫn có như thường, thấy không? Điều quan trọng là chúng ta thấy được cái phiền não, à để chúng ta né tránh, chúng ta nhìn nó, kiểm soát nó, không để nó mạnh mẽ, nó bao trùm, nó sai sử chúng ta. Cái điều đó là quan trọng. Chứ còn mình khóc hay không khóc, nhưng ngay lúc đó cái tâm ưu, cái thọ ưu nó vẫn có trong nội tâm mình, chứ đâu phải mình khóc mới là thọ ưu là sao. À, khi mà mình ráng mình kềm chế cái ưu phiền ở trong nội tâm mình mà nó không có ưu hiện khởi đâu, thấy không? Thành ra mình hiểu hai cái nè. Bởi có những lúc á quý vị khóc, nhưng mà sau cái đó rồi á mình thấy cái tâm mình nó nhẹ nhàng hơn, thì sao? À lúc đó cái tâm mình nó bấn loạn, chấn động, à nhờ cái mà mình giải tỏa ra được rồi đó, nó sẽ nhẹ nhàng hơn, thấy không? À từ cái quả bóng khi mà nó căng cứng, mà sau khi mà nó xả được rồi thì nó xẹp xuống, còn hơn là mình cứ giữ kềm chế. À đến một lúc nào đó nó bùng phát, nó nổ còn mạnh hơn cái đó gấp bao nhiêu lần. À, thành ra chúng ta phải, điều quan trọng là
chúng ta phải cố gắng tu tập, làm sao với cái trí tuệ, sự ghi nhận kiểm soát nội tâm của mình, nó mạnh mẽ để chúng ta không bị cho, không bị mà phiền não nó lấn át, nó sai sử, và cái điều đó là điều quan trọng. Còn cái chuyện mà người ta chê, người ta khen thì cái chuyện đó của người ta không sao hết. Nhưng mình sống thật với cái nội tâm mình, mình thấy được, mình kiểm soát được, thì điều đó là cái điều quan trọng đó. Nhưng mà không phải cái có đôi lúc mình đừng quá bi lụy, mình phải dùng trí tuệ, rồi mình cũng phải có sự suy tư chân chánh, rồi quán sát về các pháp, đi phát triển cái niệm và cái tuệ của mình mạnh mẽ, trước phiền não, để mình hiểu biết được cái sự tu tập của mình nó tiến bộ mức nào, vậy thôi. Chứ còn hả, còn phàm nhân là ai cũng còn phiền não hết, không ai mà tránh khỏi. Thì cũng xin chia sẻ với cái thắc mắc của cô Quỳnh. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui, tu tập nhiều tiến bộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thú, con hành kính đảnh lễ tri ân những lời chỉ dạy của sư. Dạ, con cũng ghi nhớ để con cũng tu tập. Dạ, thật sự là vậy. Không phải là trước mặt người ta mình kiềm chế mà sau đó mình ấy, nhưng mà ví dụ như con thường hay ở một mình đó. Dạ, nhưng mà con cứ nghĩ là mình phải quán cái này quán cái kia cái nọ để mình dập tắt nó đi, hoặc là mình tụng kinh, hoặc là mình nghe pháp, mà đôi lúc nghe nó cũng không vô luôn mà sư. Dạ, tụng kinh thì còn có thể, và dạ, mình chăm chú vô những nhất là kinh Bali thì mình chăm chú vô đó thì nó cái tâm mình nó đỡ bấn loạn. Dạ, nhưng mà thì con tu tập thì con thấy mình cũng tiến bộ nhiều, nhưng mà có đôi lúc nó cũng bật mình sư ơi. Dạ, đôi lúc nó cũng bật mình, nhưng mà nãy giờ con nghe sư nói thì con cảm nhận được cái điều mình phải cố tu tập thêm hơn nữa, và mình phải biết kiềm chế hơn. Dạ, chứ còn nói mà mình không khóc, nhưng mà hỏi nội tâm mình có u buồn không? Dạ có. Dạ, có u buồn chứ không thể nào nói không được hết. Trước những cái mặc dù mình biết là nó vô thường, và mình biết là mình chấp nhận được những cái gì nó không như ý mình. Dạ, nhưng rồi cũng ngày mình cũng sụp mà bạch sư, có khi mình cũng phải sụp. Dạ, con tri ân sư rất là nhiều. Dạ, đồng hồ con còn 10 phút nữa, còn 20 phút nữa. Dạ, Nhật Bình kính mời bằng tay quý vị. Không biết bữa nay cô Tệ Duyên bận gì mà vô room mà ngồi im ru không nhúc nhích gì hết. Dạ, xích kim rồi Minh Tánh, dạ, Xích Duyên, dạ, Xích Duyên nè, bây giờ có mặt trước máy rồi nè. Xích Duyên có câu hỏi gì không Xích Duyên? Ngoài bài học ra Xích Duyên cũng có thể hỏi những cái gì mà mình tu tập chưa được mà. Xích Duyên có hỏi gì không? Có không, có không? Minh Tánh, quý vị có hỏi gì không? Không hỏi, Nhục Bình hỏi một câu ngoài lề nữa, ráng chịu rồi nghe. Ráng ngồi nghe rồi nha. Lần tới rồi, ráng ngồi nghe nha. Dạ bạch sư, câu hỏi này cũng ngoài cái câu học ngày hôm nay, nhưng mà tại con muốn tìm hiểu, coi con nghĩ có đúng hay không. Dạ, trong vòng mấy ngày nay đó bạch sư, thì con nghe tin một người bạn con có một người thân mà chết trên máy bay bạch sư, bay từ Việt Nam qua Mỹ chết trên máy bay, coi như là khi chết vậy là máy bay nó phải hạ cánh một nơi nào đó để nó gửi cái
gửi gửi cảm ơn Dương nha, gửi cái xác đó để cái máy bay nó đi về bên Mỹ này cho nó được. Thì khi mà Phulit nó lại nó báo cho người nhà gì, rồi sau đó thì coi như là không biết làm sao nữa chị Meta, mà coi như cũng bệnh đó, mà ở Việt, ở Mỹ bay về Việt Nam chơi rồi xong bay qua trở lại Mỹ thì chết trên máy bay. Cái xong cái là khi mà mấy người chết đó là đạo Thiên Chúa Bạch Sư, thì khi mà lấy cái xác được về thì để trong nhà quan rồi thì sao á, thì coi như là cái đêm đó thì nhập vô người vợ xong thì thấy người vợ xanh lè xanh lét mà cứ đấm ngực nói là tức tối, là nói muốn sống không muốn chết này kia, và than là đói là lạnh. Thì con có nói chuyện thì con cũng nói với cái người đó là bây giờ có thể là người ta đạo Công giáo thì mình cũng không có làm gì được, mà nếu mình có thể mình dâng cúng chư tăng vật thực để mình hồi hướng phước cho cái người đó. Thì ý con thì công chuyện này thì khi mình học thì trong Phật pháp thì Đức Phật nói mình có bốn cái bất định, và có nghĩa là mình không biết mình từ đâu đến đây, rồi mình không biết mình chết lúc nào, mà mình cũng không mình biết mình chết về cái nghiệp gì, hoặc mình chết nơi đâu. Thì xong cái con thì con bài cho người đó như vậy, mặc dù người ta là đạo Công giáo, mà cái người quen với con là đạo Phật, thì con bài như vậy, sư thấy con nói như vậy có đúng hay không con? Thì người đó nói thì nghe than vậy cũng có bưng một cái món đồ nóng để lên bàn thờ vậy đó, nhưng mà ý con nói nếu mình để vậy thì chắc có cái người đó mặc dù họ cảm nhận là đói là lạnh nhưng mà họ cũng không có nhận được, nên nó là phải dâng cúng chư tăng thì mình hồi hướng phước cho cái người này. Thì khi mà con nhận được cái tin vậy thì con càng ngày con càng tin lời những gì mà Đức Phật đã dạy, do quý sư giảng dạy lại. Thì bởi vì mình không biết mình chết lúc nào và không biết mình chết ở nơi đâu, và khi mình chết thì mình không biết đi về đâu. Thì theo như con học đó thì con thấy cái vị này đã quá sanh rồi, thì có phải như vậy không Bạch Sư? Và cái thứ hai nữa là con nói là người thân đó là phải dâng cúng chư tăng để hồi hướng phước cho cái người đó, như vậy mình làm như vậy có đúng không Bạch Sư? Và con kính nhân Bích Thánh Sư để sư chỉ dạy cho con ạ. Nam Mô Bụt Thầy nha. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Thầm Ma giá, Nam mô Sanh Ga giá. Dạ kính lễ chư tôn đức, dạ kính chào tất cả quý tôn nữ và quý Phật tử. Thì cái người này đó thì đã tái sanh vào cái cảnh giới phi nhân rồi. Vì sao? Vì lúc đó là họ còn bám níu vào cái thân xác, bám níu về cái sự sống, mà cho nên đó là họ đã tái sanh trong cái cảnh giới phi nhân. Do cái tâm mà luyến ái vậy á, để mà báo với trong thân bằng quyến thuộc. Thì cô Nhật Quỳnh làm thì cũng đúng. Tức là thường thì quý vị thấy rằng là người ta làm theo cái pháp thế gian nhiều. Người thân qua đời rồi thì làm cơm cạnh đồ này kia cúng ở trên cái bàn. Để mong cho cái người quá giảng để mà hưởng cái vật thực đó,
thì những cái tập tục đó là nó làm theo cái pháp thế gian nha. Còn bây giờ mà người thân của mình mà qua đời rồi mà không làm á, không để cơm canh đồ cúng á, là người ta nói Còn cái trường hợp mà cô hướng dẫn cho gia đình biết cách thức để làm phước, đó là chúng ta làm theo cái bên tôn giáo, bên đạo, làm cho đúng theo cái hợp lẽ, dân cúng vật thực đến cho chư tăng, rồi sau khi chư tăng thọ dụng sẽ thí dụ có phước, có phước mới hồi hướng phước cho cái người quá giảng. Thì nếu mà bây giờ cái gia đình của cái người mất rồi đó, mà người ta tin tưởng, người ta có niềm tin, người ta làm, thì sẽ đem đến cái lợi ích, cái lợi ích cho cái người mà tạo phước, cái người sống, lợi ích cho cái người mà đã mất nữa. Nhưng mà đó, có đôi lúc cái khác biệt về cái tôn giáo đó, mặc dù cô nói vậy nhưng mà biết người ta có tin hay không, tại vì cái cách thức của bên Phật giáo thì nó khác, cái cách thức của bên bên Thiên Chúa thì nó khác. Cho nên á, thì bây giờ á, mình có sự hiểu biết với cái tâm từ, mình cũng muốn cho cái người đã mất á, được hưởng cái phước báo để sớm để tái sanh về những giới khác cho được an vui. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là bây giờ thân bằng quyến thuộc ở trong gia đình đó họ có đồng ý làm hay không. Nếu mà họ vượt qua được những hoài nghi, những cái nghi thức của tôn giáo đó, họ làm được thì rất là quý. Còn nếu mà họ chấp thủ, không phải, bên này không có dạy làm vậy, bên này không có được đi đến chùa, không có được đảnh lễ với ông sư thế này thế khác, họ không làm thì thôi, mình làm hết cái bổn phận, cái sự hiểu biết của mình để mình giúp đỡ, thấy không? Còn người ta thực hành hay không thực hành thì đó là cái quyền của người ta. Nếu mà họ thực hành được thì tốt, còn nếu mà họ không thực hành thì cô cũng đừng có buồn. Giống như bây giờ mình thấy người ta bệnh, mình biết cái thuốc này để trị bệnh nè, mình đưa cho người ta, nhưng mà người ta hoài nghi, ta nói trời ơi, tự nhiên bà này mới đưa viên thuốc mà không biết là đúng cái thuốc mình uống không. Bà này bà đâu phải là bác sĩ đâu. Mình tin tưởng bác sĩ nhiều hơn. Bác sĩ là người ta học có trường lớp, có bằng cấp, có làm việc ở trong các cái bệnh viện, có phòng mạch rồi cái nọ. Người ta mới, bác sĩ mới là uy tín mới đúng. Còn bà này tự nhiên mới đưa viên thuốc mình, do cái tâm mà hoài nghi. Thì nếu mà người ta không dùng thì thôi, cũng không sao, thấy không? Mình chỉ làm cái theo cái trách nhiệm, cái những phận sự mà mình làm được thì mình làm, vậy là tốt rồi. Còn nếu mà người ta vượt qua được những cái tín ngưỡng tôn giáo, người ta có niềm tin, vì cái lòng mà thương tưởng đến thân bằng quyến thuộc, ta muốn tạo phước, thì cái đó cũng tốt. Còn bây giờ vì cái khác biệt về cái tôn giáo, rồi người ta có sự hoài nghi, có sự chấp thủ thì thôi, mình chỉ làm tròn cái nhiệm vụ của mình vậy là tốt rồi. Thì sư cũng xin giải đáp cái thắc mắc của cô Nhật Quỳnh. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hello. Cô có nghe con không? Dạ, con xin bảnh lễ sư và con xin chào mọi người trong gương. Con cũng muốn chia sẻ với cô Nhật Quỳnh là họ sẽ không có nghe mình nói và họ sẽ không có tin lời mình nói. Thứ nhất là con đã trải nghiệm qua lúc ba chồng con chết. Ảnh là người mục sư bên Tin Lành. Thì bà già chồng con mà sau khi mà ông già chồng ông mất á, thì ngày kế á, là bà đem quần áo của ông, bà đem mọi thứ, bà dục hết vào thùng rác. Chứ không phải là như mình để lại hay là mình liệm chung hay là mình cúng kiến gì hết. Bàn thờ cũng không có. Nằm một mình vậy đó, không cúng kiến, không lễ lọc, không có gì hết. Tới thậm chí là cũng không phát tang mà cũng không có có làm lễ gì hết, ngoài trừ mà đưa ra nhà quan nằm đó lạnh lẽo một mình và người thân lại thăm, rồi mấy ngày sau là chôn. Thì họ chỉ vậy thôi, dù mình có khuyên họ cỡ nào họ cũng sẽ không làm theo mình. Mà nếu như trong nhà mà có một người giống như con á, thì lúc đó thì con niệm Phật cho ông. Và trong vòng 49 ngày á, thì con cũng đọc kinh Địa Tạng, thì con cũng có hiểu chút ít như vậy. Thì con 49 ngày thì con tụng kinh và con hồi hướng công đức cho ông. Và sau đó thì con hay nằm mơ, con thấy ông về. Ông hay mặt mày ông thì cũng như là mơ phờ. Và mỗi khi ông về là con hay hỏi ông, ồ ba có đói không, con đang nấu cháo cho bà muốn ăn không, con muốn cháo cho bà ăn. Thì ông gật đầu liền mà ông mừng lắm. Thì trong cái giấc mơ đó con vẫn tới bây giờ con vẫn còn nhớ, mà nhiều lần sau này lắm là ông con mới nói ok vậy để con bới cho bà tô cháo. Cái con bới lên tô cháo là ông ăn hết sạch tô cháo, xong rồi ông đi rồi sau đó là ông nhiều khi ông cũng về vậy đó. Ông cũng nói những chuyện mà ông muốn nói gì đó thì ông nói với con, rồi xong rồi ông đi. Không đi tới tận bây giờ họ cũng không có cúng kiến, không có lễ lạy hay là cái gì hết. Thì nhiều khi con ra một con đứng đó con niệm Phật rồi con hồi hướng công đức cho ông, và cũng mong ông sớm được siêu thoát. Chứ mình không có khuyên họ được đâu cô ơi, họ rất là bướng và họ sẽ không nghe đâu. Họ cứ nghĩ là khi mà chết rồi thì Thiên Chúa sẽ tới đón họ, nhưng mà không nghĩ tới là hiện nghiệp quả của người này ra sao, và cái nhân quả của người này đã tạo ra từ lúc nào tới lúc nào. Đến khi họ chết thì họ sẽ đi về đâu? Họ chỉ nghĩ là người này chết là sẽ đi về đất Chúa thôi cô, cho họ không có cái tin mình đâu. Dạ. Thì nếu mà cô khuyên mà họ nghe thì tốt, mà con nghĩ mình cũng đừng nên khuyên nhiều quá, tại khuyên nhiều quá nhiều khi họ khó chịu quá cô. Cho nên là mình cũng không dám khuyên nhiều, nhưng mà cái này là con biết được trong gia đình của con, bên phía người chồng cũ của con là 16 năm đó, là con đi nhà thơ, con vẫn đi nhà thơ mỗi chủ nhật, nhưng mà con không có bỏ đạo, con không bỏ đạo và vô nhà thờ ngồi không biết làm gì, cứ niệm Hoàng Thanh Bồ Tát. Ok, con cũng chia sẻ chút xíu với cô. Con xin chào mọi người. Bạch sư chúc phúc cái đạo trang này, sư hết rồi luôn bạch sư, còn mấy phút nữa. Dạ, cảm biến rất là nhiều, tại vì cái người nói chuyện Nhật Quỳnh là người đạo Phật nên ta sẽ chỉ cho anh ta thôi, chứ người ta có xen vô gia đình trong giáo đâu dám đâu, không dám đâu, trời đó lơ mơ là bị ăn đòn ấy chứ. Nên là chỉ khuyên cái người đó thôi, người ta muốn cho thân bằng quyến thuộc của người ta đó thì mình khuyên làm gì thì nó tốt hơn. Dạ, hỏi sư coi mình làm gì có đúng hay không.
Dạ, Như Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Như Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Uất tam an ghê na quan đề hằng ba đa phạn sum và ruột tam an buộc thể do các lý tổ đâu sau buộc thâu tham mà tu tăng mà mang còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chỉ thánh ca tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo cúi xin Phật bảo ra tội lỗi ấy cho con. Uất tam an ghê na quan đề hằng thầm anh cha đức vi thần và răng thầm bề vô ca li tô đổ sâu thầm mô tham mà tu tăng mà mang còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tam an ghê na quan đề hằng sanh khanh cha đức vi tho tam an sẵn về vô ca li tô đổ sâu sẵn khô cầm mặt tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là thành tăng và thành tăng ca tội lỗi mà con đã vô ý phạm linh tăng bảo cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Và dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa pháp thanh từ bi phúc trước cho đạo tràng ạ. À, con kính nhân minh đến sư ạ. À, Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Gia Giá. Dạ, kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay thì cũng xin thay mặt chư tăng để phúc chúc đến cả quý vị, cầu mong qua cái lời dạy của Đức Phật chúng ta sẽ hiểu biết và thực hành để đem đến lợi ích ngay trong đời sống hiện tại và hướng đến con đường cao thượng trong ngày vị lai. Cầu mong tất cả an vui hạnh phúc, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Pavatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa bhuta nuvave nasada sothe bhavantu te pavatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa dhamma nuvave nasada sothe bhavantu te pavatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa sangha nuvave nasada sothe bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường định người, cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo, cộng các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy, cầu xin quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thà Giá. Sa thủ sa thủ lành thai aka satha cha phumma tha de vanaga mahekika bun nhang no anumodan tikirang rakhan tu sa sanang aka satha cha phumma tha de vanaga mahekika bun nhang no anumodan tikirang rakhan tu no garu aka satha cha phumma tha de vanaga mahekika bun nhang no anumodan tikirang rakhan tu nya tayo aka satha cha phumma tha de vanaga mahekika bun nhang no anumodan tikirang rakhan tu ba ni no aka satha cha phumma tha de vanaga mahekika bun nhang no anumodan tikirang rakhan tu no sada. Chữ thiên ngự trên hư không mà địa cầu thượng ngự rõ thâm mọi điều. Long vương thần lực có nhiều a đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hồ Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Viên thuộc tranh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng dài bệnh lâu. Chúng con vui thú đạo màu tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Nam mô Bụt Thà Giá, chúng con thành kính hạnh lễ dân quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo trong buổi học ngày hôm nay, chánh giới tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama trọn đủ 5000 năm. Chúng con cũng kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là vua